ông bà có câu nói là quánh người chạy đi không ai quánh người chạy lại thôi. Bác luật sư thì chị Hằng chị đã không nói gì tới ông thầy nữa rồi, thì cho nên là bác cũng đừng có lên làm clip kích nữa mất công. Tại vì bây giờ là giảng hòa với quý đi, nói chung là sau cơn mưa trời lại sáng, nó mát mẻ ra rồi, đâu còn với đâu mà cứ lên làm clip kích chi nữa đó. Còn vấn đề mà cái bà đó, tôi thì thật sự nói tôi ủng hộ chị Hằng, nhưng mà tôi cũng không có nằm bên ai chứ, cái nào đúng là mình nói thôi. Thì bữa trước thì chị Hằng chỉ nói là vụ Minh Tệ, thì bây giờ chị Hằng không nói nữa thì coi như chúng ta bỏ qua đi, chứ chúng ta nó có mất mát gì đâu trời. Chị cũng rất là có công trong cái việc mày làm từ thiện rồi giúp đỡ người dân này kia các kiểu, rồi đưa cho những cái anh mà lo ôm tiền từ thiện này nọ sao, đúng không? Cho nên chúng ta thôi là chúng ta bỏ qua đi. Thì cũng như cái câu của Minh Tệ đó, buông bỏ đừng để trong lòng, tha thứ cho nhau, dìu nhau qua khó khăn. Chứ giờ mình là người dân tộc Việt Nam mà mình cứ đụng, mình gặp cái sơ hở của người khác xong xuôi mình lên mình cứ nói mình kích hoài gì chi ở bác. Thật sự thì mình cũng, bác là luật sư thì mình cũng kính trọng bác, cho nên mà đôi khi mình cũng lên mình nói vậy thôi. Còn vấn đề mà chị Hằng có báo cho chính quyền hay không á, thì đôi khi chị báo sao các bạn biết. Mà nếu mà chính quyền biết á, thì chính quyền cũng đâu có bao giờ mà phát cái lo lên nói cho dân biết, đúng không? Chính quyền cũng không bao giờ phát cái lo lên cho dân biết bao giờ. Tại vì chính quyền mà biết, chính quyền sẽ theo dõi đó, an ninh sẽ theo dõi, theo dõi sẽ hốt nhóm, đúng không? Nhưng mà này đôi khi chị Hằng chỉ muốn tốt cho người dân, là đôi khi bây giờ trong cuộc sống này, người dân đang ở này cũng có một số là người là ba sọc, họ len lỏi vào thì họ giật dây này nọ các kiểu. Đôi khi người dân của mình nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời của họ, hoặc là họ cho một tí tiền thì nghe theo. Thì đôi khi giờ chị Hằng chỉ có muốn làm tốt, thì bây giờ là các bạn cứ nghĩ nôm na thôi là chị Hằng lên, tại vì chị Hằng có sức ảnh hưởng ở Việt Nam mình, một cái livestream thì bao nhiêu người đã xem. Thì đôi khi chị cũng cảnh báo tới mọi người là có một người ba sập như vậy, là muốn giật dây như vậy này nọ vân 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 vân, thì cho mọi người ở Việt Nam mình chúng ta ở cảnh tỉnh, khi mà gặp đối tượng nó như vậy thì chúng ta tránh xa ra, chúng ta không tiếp xúc. Cái đó cũng là một cái vấn đề hay mà, đúng không mọi người? đó là theo là tôi nghĩ nôm na, tôi nghĩ như vậy. Còn các bạn nghĩ sao, các bạn cùng mình chúng ta cùng nhau thảo luận. Còn mà tôi nói gì rồi, qua thì đã cho qua đi đó. Chứ làm tới làm lui cũng có nhiều đó, là chị Hằng nói ông Tệ và sau này chị Hằng không nói, bây giờ nói hay là không nói, bây giờ cứ chúng ta cứ cho qua đó. Chứ chúng ta cứ đề cập lại chi hoài, để chị Hằng ta đã im rồi thì các bạn cứ làm clip nó hoài như vậy đi chi, có tốt đẹp gì đâu. Mình là người Việt Nam mà, tương trợ đùm bọc lẫn nhau đó. Bác có nói lá lành đùm lá rách lùm đá. Đôi khi mà ai cũng có cái lỗi lầm, ai cũng có cái sai lầm, quan trọng họ sửa, họ thay đổi, đó là mới đáng trân trọng, đúng không? Cho nên là tôi nói rồi, cái drama này các bạn im luôn đi, đừng có nói lên nữa, đừng làm clip nữa. Có làm clip thì làm clip khác đó. Chứ đừng có bắt qua cái chuyện chị Hằng và ông Tệ chứ nữa. Để nó đã im xuôi rồi, cái ngày 20 tháng 10 là chị đã nói như vậy rồi. Còn các bạn có khuất phục không khuất phục thì thôi, các bạn coi như là các bạn bỏ qua, để trong lòng chi cho nó buồn phiền. Nói thật là tôi rất là vui. Vui là vui cái gì? Vui là chị Hằng không có nói gì tới ông Tệ. Thật sự vui là nói không nói gì tới ông thầy Tệ đó, ông thầy, thì tôi rất là vui. Chứ nếu mà nói ra thì nó có nhiều cái để các bạn nói hoài luôn, các bạn nói tới từ đây tới Tết luôn, các bạn chưa xong nữa. Nhưng mà chị Hằng chứ không nói, đó là cái quyết định đúng đắn của chị, cho nên là tôi rất là vui đó. Không còn gì để nói. Mình nói chung mình ủng hộ chị Hằng mấy năm nay rồi, mình thấy như vậy là hợp lý, hợp lệ. Còn nếu mà chúng ta không phục, nói thật với các bạn cái này, chị Hằng có nói như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì chúng ta, chẳng ảnh hưởng gì nền kinh tế, chẳng ảnh hưởng gì cái chén cơm của chúng ta ăn cả, đúng không? Thì chị nói như vậy thôi, bây giờ chị không nói nữa cũng được, không sao. Tại sao chúng ta phải đề cập hoài? Nếu mà chúng ta đề cập hoài thì chúng ta đang ép chị vào con đường cùng. Và lúc đó chị nói này nói nọ, lúc đó các bạn lại lên các bạn nói tiếp, đúng không? Hồi xưa là diễn viên ca sĩ, không phải chị nhiên tự nhiên là chị lên chị nói, chị lên chị khoe. Tại diễn viên ca sĩ kích chị
làm clip kích chỉ, nó chỉ là đeo đồ giả hoặc là sổ giả này nọ thì chỉ mới lên, chỉ nói, chỉ phải phân minh. Gặp tôi cũng lên tôi phân minh đó. Tại vì tự nhiên tôi đang đeo vàng đó, tôi đeo vàng giả tôi đâu có chịu. Tôi phải lên tôi xác nhận là tôi đeo vàng thiệt, đúng không? Tôi phải phân minh như vậy. Nó cho nên là cái đó cũng là do một phần diễn viên ca sĩ nữa chứ không phải đơn giản. Thì tôi nói các bạn á, là sau vụ việc này là sau cơn mưa rồi, trời lại sáng rồi, sáng sạch sẽ rồi. Cho nên là cái gì bỏ đi, chúng ta dung hòa nhau. Chứ chúng ta nói tới nói lui cũng còn một vấn đề là chị Hằng. Có một vấn đề các bạn nói hoài. Nói thật, tôi á, thì bữa trước tôi, chị Hằng chỉ nói thì tôi cũng lên tôi nói vậy. Nhưng mà xong chị Hằng chỉ không nói nữa, tôi cũng bình thường. Tôi vẫn hâm mộ là bình thường, có gì đâu. Các bạn dám nói tôi à, đơn giản ông chú luật sư này. Có thể chú không sai không? Trong cuộc sống là có thể bao giờ chú không sai không? Có sai chứ, đúng không? Và tôi với chú cũng có sai chứ không ai đúng hoàn toàn, không ai hoàn hảo hoàn toàn. Cho nên thì mình nhận xét một người, mình nhận xét một lần thôi. Chứ đừng có dài dòng. Đừng có đem cái drama này cứ nói hoài. Được lợi ích gì đâu. Không lợi ích gì hết. Nếu mà các bạn mà nói một người bình thường, nói như mấy ông thầy mà ông lấy tiền cúng dường, lấy tiền cúng dường á, hoặc là diễn viên ca sĩ ôm tiền từ thiện, các bạn nói tới Tết nữa tôi cũng không nói nữa. Tại những người đó là không được. Còn này là chị Hằng chỉ làm từ thiện rất là nhiều, đúng không? Đó. Chị cũng giúp dân rất là nhiều. Thì bây giờ lỡ một cái câu nói như vậy thì chúng ta bỏ qua, chứ chúng ta cần thiết gì chúng ta phải nói hoài, nói tới luôn hoài. Thật sự tôi nghe tôi cũng rất là mệt, mà có đôi khi cũng bực các bạn, nói thật. Nhiều người nói thật với các bạn á, các bạn cũng câu like thôi. Các bạn cũng làm drama này là các bạn hóng theo drama của chị Hằng, các bạn câu like thôi. Câu like để được nổi tiếng thôi. Chứ các bạn cũng chẳng hay ho gì, nó thật sự. Đó. Cho nên là tôi nói một lần này nữa thì các bạn nên bỏ đi, đừng có nói tới nói lui của chị Hằng nữa. Người ta đã bỏ rồi, các bạn cứ dồn tao vào đường cùng làm cái gì. Các bạn nói thật sự chứ, nếu mà các bạn có hoàn hảo không? Với ông, với tôi nhắc thêm cái vấn đề ông chú luật sư này. Thật sự là mình kêu bằng chú thì mình nể, mình mới kêu bằng chú. Còn mình mà không nể á, là mình kêu khác á. Thứ nhất á, là người nào làm người đó chịu. Chị Hằng Anh Dũng làm người ta chịu. Bữa trước tôi xem một cái clip là chú nhắc con của người ta ra. Cái đó tôi không thấy không hợp lý, không hợp lệ. Bé đó còn nhỏ, chú không đưa vào cái drama này được. Thứ nhất á, là con nít là trang giấy trắng, chúng ta không đưa vào được. Tại vì chưa trưởng thành, khi nào mà con nít mà trưởng thành rồi á, thì cái sai hoặc cái đúng của nó thì chúng ta mới phán đoán được. Còn này người ta còn quá trẻ, còn quá nhỏ, chưa hiểu biết. Mà chú bữa trước chú nhắc đưa vào cái drama, con Hằng đưa vào drama này là tôi không hài lòng, là sự không thích. Chúng tôi nè, các bạn ghét tôi, các bạn có thể nặng nhẹ tôi im, tôi nhịn, tôi bỏ qua được. Nhưng mà các bạn đụng tới con tôi, nó thật, đụng tới con tôi thì nó khác á, nó thật khác á, không phải đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta đừng có lôi người lớn làm, người lớn chịu. Đó là cái góp ý của tôi.